Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép. Hôm nay cửa hàng em test cho các bác biết được đẳng cấp của cái vàng ETC nó là như thế nào. Đây là vòi đen vàng ETC HC99 nhé, bên em đang dùng, và một bộ mic cùi ở đây. Đấy, một bộ mic cùi đây. Thì con vàng này thì bên em đang bán là 2 triệu đồng một con, bao hay cho các bác. Về nếu mà không hay các bác trả lại hàng cho em. Vàng này phải nói là một trong những con vàng rất là hay, rất là hay luôn. Nó chỉ thiếu cổng quang thôi, chứ còn nó đáp ứng được đầy đủ những cái yêu cầu khắt khe đối với những cái bác khách đang hát. Thậm chí là nhiều con vàng đắt tiền, nhưng mà nếu như gọi là chơi mà gọi chơi sòng phẳng, chưa chắc đã ăn được cái loa này. Vàng này phải nói là một trong những cái dòng vàng rất là hay, một thương hiệu lớn đến từ Mỹ. Ngày hôm qua em có mấy con nó bị khóa, phải đi nhờ người chạy lại. Cái người chạy cái con vàng này, em nói thật với các bác, khi mà từ cái tiếng ngoài này giật mình là sao mà hay thế. Ông lấy liền một con luôn, ông lấy luôn một con, rất là hay, thật sự là một con vang cực kỳ là hay. Và bây giờ để chứng minh cho cái điều đó thì em sẽ test thử cho các bác nghe chất âm của con vang này nhé. Đấy, thì test thử thì em sẽ hát một đoạn thôi, hát thử cho các bác một đoạn. Và nói chung là một con vang này thì các bác mua xứng đáng cực kỳ luôn, rất là dễ chỉnh trong quá trình sử dụng. Các bác nói thật nhé, con vang này cực kỳ là dễ chỉnh luôn. Đây, các bác có thể là chỉnh lên xuống ở đây, chỉ việc bấm đây. Đây, cứ việc bấm như thế này thôi. Đấy, bấm xuống hoặc bấm lên là chỉnh. Khi mà chúng ta muốn thay đổi, giả sử như tần số này chúng ta muốn nâng thì chúng ta bấm ở đây thôi. Đấy, rất là dễ, cực kỳ là dễ chỉnh luôn. Đấy, dễ như gọi là ăn cơm. Thì bây giờ em sẽ test cho các bác thử nhé. Vàng hay lắm, phải nói các bác là vàng rất là hay. Giá 2 triệu một con. Đây là một thương hiệu của Mỹ nhé, hàng của Mỹ các bác nhé. Và bây giờ em sẽ test cho các bác nghe đây. Đấy. Thì trước khi đấy em sẽ thử trước tiếng mic đã. Đây. Lì 1 2 lên. 1 2 3 4 5 6 7 lên. Đấy, rất là sướng. Sướng cực kỳ luôn đấy, phải nói là cực kỳ là hay. Bây giờ test thử con kia. Em hát không hay các bác thông cảm nhé. Em chỉ test là chất một cái vang thôi, chứ còn bảo là giọng em hát hay dở lắm. Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em, nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, anh tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa em nói đi, em giận yêu mày. Nhưng nay cuộc sống không như anh đang ước mong, của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một người yêu em đã say, một người bên em mỗi khi. Và giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh người yêu em ơi, anh lại nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé con ấy sao lại đổi thay để anh đợi ngày. Mưa trời mưa cứ rơi lặng tầm thì còn riêng anh. Rồi, thử như thế mà các bác biết được cái chất âm của cái vang này thì mời các bác xem lại cái phần giới thiệu của cái vang này ở phần 2 của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào, hẹn gặp lại.